bản tính của anh, mà đôi khi vì em mà anh ngốc. Oh. Một vài câu nói của em đơn giản thôi cũng khiến cho một chàng trai cứng cáp trở nên sốc. Yeah. Anh có thể rock không beat như kiểu đây là một cái hồ ở Hà Nội. Tôi cứ ngồi đây chơi nhau tiếp đến sáng hay làm gì mà vội. Mà vội, ok. Không có việc gì mà vội. Ừ. Vì chỗ này hồi nãy có cũng có một người ngồi, đó chính là con gà chọi. Ai cũng biết là ai, không phải, không cần phải hét ra ngay. Yeah, hồi nãy là ngồi chỗ này là Tờ Linh và MCK. Trời mưa, viết thư để lời đưa. Tao chỉ muốn trời mưa chứ chẳng mấy khi trời nắng. Đôi khi con nhớ mẹ vì mẹ cho gửi con lời mắng. Ê, và đó là vài lời mắng. Ê, đây là trời đen chứ không phải trời trắng. Và tao vẫn thấy thôi, đời này vẫn ngang trái. Tao vẫn cứ như thế là một thằng nhóc, tao như là thằng hăng hái. Hăng hái, hăng hái. Sao hăng hái à? Ok. Yeah, hăng hái, ok, hăng hái như là mái tôn. Rap của anh đây không phải hái ngôn, từ trong rap của anh như là ca dao. Nhưng mà bây giờ găng anh để trong bao da. Hey, da của anh là da lộn. Anh hôm nay tiền ba đống, anh có đống tiền nên là hôm nay không có tiền thì làm sao sống hiền. Ê, sống hiền phải uống là bé xương vị chanh cơ lo. Và anh vẫn đang ngồi đây đây và anh vẫn không lo lo. Và có những thứ mà trong người anh nó không phải nhỏ mà to to. Anh vẫn cứ như thế thôi, hồi nhỏ anh vẫn cứ nhảy lò cò. Vẫn cứ nhảy lò cò, vẫn cứ nhảy lò cò. Rap của anh giờ từng từng như lò xo. Rap của anh bây giờ không phải ai là không phải cho. Anh như giống như chơi rước đèn trung thu. Yeah, cắt cái đầu này ra, đem là ông sao, rửa cho trong bao. Anh sẽ làm như là rước đèn ở trong sao. Ok. Sao của anh không phải là sao số. Anh đi nhảy bao, người ta gọi đấy là bao bố. Anh lại chơi mấy trò của con nít. Lên trên xe cứ thế là con vít. Lên xe là con vít. Và cứ như thể là chạy xe như một thằng con nít. Lăng lãng ngoài đường người Sài Gòn sẽ không thích. Chạy xe lăng lãng tất nhiên bị người ta phải công kích. Công kích. Ôi, xong rồi, xong chương trình, bắt tiếp à? Bắt tiếp à? Xong, công kích. Nhưng mà anh phải chơi nối đúng từ cuối nha. Ok. Lấy quả cụm đâu. Rồi. Còn giờ mình chơi lại, giờ mình chơi no beat đi. No beat nha, nhưng mà quan trọng là hiệp 2 giờ là hòa. Hiệp 1 anh đang một vạch rồi. Cái này là một vạch. Một vạch. Hai vạch. Khó sống quá luôn. Khó sống quá này. Rồi ok. Ok, anh ra đây nha. Ngày hôm nay trời thật là mưa ngâu. Với hai thằng bạn, nhạc của anh vẫn chưa thu. Giống như là Big Phương anh vẫn đi đu. Nhưng mà thôi, bí vần anh thật là ngu. Thì không phải bản tính của anh, mà đôi khi vì em mà anh ngốc. Một vài câu nói của em đơn giản thôi cũng khiến cho một chàng trai cứng cáp trở nên sốc. Anh có thể rock không beat như kiểu đây là một cái hồ ở Hà Nội. Tôi cứ ngồi đây chơi nhau tiếp đến sáng hay làm gì mà vội. Mà vội, ok. Không có việc gì mà vội. Vì chỗ này hồi nãy có cũng có một người ngồi, đó chính là con gà chọi. Ai cũng biết là ai, không phải, không cần phải hét ra ngay. Yeah, hồi nãy là ngồi chỗ này là Tờ Linh và MCK. MCK. Thôi hai anh cứ tém đi ngay. Rap của hôm nay anh cứ bắn như mây, trôi lả lướt. Không cần ai đứng trên đây. Ôi mừng quá. Đứng trên đây. Không cần phải ai đứng trên đây, ok. Không có ai đứng trên thì thôi ta sẽ chọn mình làm người đứng dưới. Yeah. Hôm nay ta hạnh phúc bởi vì là chàng sinh viên còn hai gói mì và một quả trứng cuối. Tôi là chàng sinh viên nghèo, đôi khi chỉ ăn cơm với cả hột gà. Khi mà sách vở có trong tay mà học mãi không vào, thầy tôi bảo mày đúng là thằng chột mà. Hay quá. Chi Đức Kỳ bị thầy bảo là chột mà. Chột không đi làm, kiếm tiền không có đồ ăn là chột giả. Rap 1-2-3 câu nghe nó đã. Và ta vẫn cứ như thế thôi, như là mây bay la đà. Mà máy bay la đà. Thấy hơi lâu rồi đó.
Máy bay radar. Nhưng mà không sao, đây không phải điểm cuối nên không có radar. Không có radar. Không nghĩ ra. Rồi. Thế ok. Mua ngay bộ sưu tập V-Shop có cơ hội nhận ngay 150 vé chung kết duy nhất của Rap Việt. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.